Chào các bạn nha, hôm nay mình đang sắp xếp lại xi men. Đây là xi men mới nhận luôn các bạn. Đây là mình giờ về mình sẽ trưng xi men lên. Đây xi men rất là nhiều luôn các bạn. Đây là xi men cộng tròn 2 ly nha. Một bộ này tầm khoảng 4 chỉ, một bộ tầm khoảng 15 triệu nha các bạn. Đây, cái này mình sẽ nhận về, mình sẽ phải cột bằng dây rút như thế này và sẽ chưng lên cái cây như thế này các bạn, và sẽ chưng theo ni nha, và chưng theo mẫu luôn, và đặc biệt là mình phải đo ni. Cái này, cái thước đo ni này, trên này có số nữa các bạn. Cái này là ni 56 nha, ni 56 mình sẽ lấy bút lông ghi lên là ni 56. Đó, sau đó mình sẽ chưng lên như thế này và đây. Đây mình sắp xếp theo ni trước đi rồi mình sẽ ghi sau. Mình sẽ chưng lên trước nha. Bây giờ đang giờ trưa nên hơi rảnh một chút xíu nha các bạn. Đây là nhỏ như thế này chắc ni 50 nè. Mình làm quen rồi nên là nhìn qua thì có thể phân biệt được ni tương đối thôi nha, không có chính xác lắm nha các bạn, nhưng mà cũng chính xác là 90%. Đây là ni 50 nè, rất là chuẩn luôn, không cần đo luôn các bạn. Đây là ni 48. Mình sẽ sắp lên cây số 48, còn cái này chắc khoảng 52. Mình sẽ cho qua bên này. Mỗi lô về như thế này thì sẽ thường sẽ có hai mẫu, mỗi mẫu tầm mỗi mẫu thì một ni thì thường có khoảng 4 bộ nha các bạn. Một ni thường có 4 bộ. Nên cũng rất là nhiều, mình mới nhận khoảng 50 bộ các bạn, khoảng 50 bộ xi men. Nó có đủ ni từ ni 548 cho tới ni 56 luôn nha, nhưng mà thường thì ni 58 cũng có nhưng mà rất là ít nha các bạn. 58 thì thường sẽ là phải đặt, tại vì ít người mà tay to lắm, thường là tay ni 52 thôi, 52 là đeo vừa nha. 52 là tay trung bình của, theo mình thấy là 52 là ni trung bình của nữ Việt Nam mình đó. Hoặc là 50, cũng có một số là 48 nha. Tại vì 48 thì bây giờ sở thích người ta cũng thích gầy các bạn, nên là có nhiều bạn nữ rất là gầy. Tay thậm chí là tay ni 46 thôi, rất là nhỏ luôn ạ, rất là bé, nhiều lúc không có ni 46 để bán luôn, nên là thường cũng phải đặt. Ni 46 nhỏ quá cũng phải đặt, mà 58 to quá cũng phải đặt nha các bạn. Đây rất là nhiều luôn, làm cũng phải mất thời gian, một thời gian để mà sắp xếp lại mẫu các bạn. Giá vàng hôm nay thì 3.380.000 một chỉ nha. Vàng 18k, không lên không xuống so với ngày hôm qua và cả tuần luôn nha các bạn. Nó không thay đổi nha. Rất là nhiều, nhiều lắm luôn các bạn. Sống trong vàng bạc và có thật các bạn. Vì là mùa dịch nên cũng không có đông khách lắm nha các bạn. Nói chung là năm nay là một năm